Rồi em với cả chào tất cả anh em nha. Sáng nay thì em tiếp tục lại lên cho anh em xem cái lô bin. Thì hôm nay có thay đổi cách bán chút xíu anh em ạ. Nói chung là ngày hôm nay thì máy pin em phân lô hơi nhiều á, nguyên rổ 10 con anh em nha. Có mấy rổ thì hai con ba con thôi, thì cũng tầm khoảng chục rổ hai ba con thôi, còn nhiều là chục con không anh em nha. Đây quốc lần chục con luôn cho nó mau hết hàng, dọn bãi hàng mới đó về anh em ha. Thì giá thành của nó nói chung là anh em mua số lượng thì nó sẽ khác với lại mua lẻ con hai con anh em ha. Rồi máy bên này em cũng giới thiệu luôn, thì tất cả là máy bên em toàn bộ là em bao ship anh em nha, tất cả là bao ship và không bao sóng. Thì cái giá thành này là em đã ghi lên trên cái máy đó, ví dụ như cái lô này 900k thì về đến nhà cho anh em cũng chỉ là 900, không có thêm một chi phí phát sinh nào nữa. Và đặc biệt là bên em toàn bộ là không có bao sóng dù chỉ một con anh em ha, tất cả luôn không bao sóng và bao ship anh em nha. Rồi mỗi một mã thì nó sẽ có một cái mã số và một cái giá tiền khác nhau. Ví dụ như lô này 400 và lắng em sẽ đánh cái mã số nào ở phía trước, thì anh em vui lòng nhìn kỹ cái mã số sau đó gọi trực tiếp vào hai số điện thoại em để bên dưới phần tiêu đề. Rồi nhân viên em sẽ chốt hàng cho anh em theo cái mã số mà em ghi lên trên máy. Khi chốt xong thì anh em vui lòng cọc trước với em mỗi đơn hàng 100k trở lên tùy theo giá trị máy anh em nha. Nó giá trị cao thì cọc nhiều, có giá trị thấp thì cọc ít anh em ha. Rồi bây giờ em sẽ quay từng con từng lô một anh em xem và tham khảo nha. Thì lần đầu tiên là em sẽ quay ít trước những cái lô nào hai ba con quay ít trước anh em nhé. Có tầm khoảng chục lô hai con lên em ạ. Rồi 140 hai con Nati EZ6501, còn bớt vô tư này nha, hai con Nati, con này EZT600, hai con VIP. Rồi mã 140 450k một cặp bao ship không bao sóng anh em ạ. Lắc cái này qua đường chút nữa. Rồi 141 400k hai con luôn. Lô này 12V của Makita 6312 gì đấy. Rồi vô xin lại cái đầu anh em nha, 12V. Còn này EZ 6914D. Rồi hai con. Rồi mã 141 400k hai con luôn. Cái đầu thôi. Cái đầu chỉ là nhiều. Rồi 142 450 luôn. Đầu ra vô được tí xíu nữa, đầu sáng nha. EZT 105 12V. Còn con này EZT 6501. Rồi hai con. Mã 142 450 luôn. Rồi mã 143 400. Hai con RB 12 luôn. Con này chắc cao su bên anh em nha. Được chắc cao su bên. Rồi mã 143 hai con 12V này. Giá là 400k, mã 143 400 luôn. Rồi mã 144. Đầu này dặn được anh em nha. Bằng kiếm con test miếng nhựa ngay đây. Con này EZ 7440, hình như hai con này giống nhau là đúng rồi. Con này đậu nó dạng chưa rột rột anh em ha. Rồi con này thì nguyên vẹn. Rồi mã 144 550 luôn anh em ha. Rồi 145 này EZT 603. EZT 603. Còn này EZ 6401. Mắc ốc hay là cứng. Rồi EZ 6401. Mã 145 450 luôn. Rồi 146 300 hai con. Hai con này thì
Rồi bóp vô tư anh em nha. Con này xích 12, hai con xích 12 luôn. Rồi 146 300k luôn. Rồi 147 ba con đầy lon này luôn. Đầu cổ ok. 1 2. Con này đầu cứng anh em nha. Cũng là 12V. Con này 14V. Rồi 147 300k ba con luôn. Rồi 148 400, một con này móc nút nhựa cò nè, bit ribi nè. Móc nút nhựa. 1. Con này thì móc cái đầu này với lại móc cái công tắc hai con. Đầu cổ ra vô. 12V luôn. Con này thì không móc cái gì hết. Đầu dặn đầu con dặn không được anh em nha. Cái đầu này thì dặn được. Rồi ba con này 400k luôn. Mã 148 400 luôn. Rồi 149 450 luôn, hai con luôn. EZT 105, con này EZT 6307. Rồi 149 450k luôn. Rồi 150 300k ba con luôn, Makita. Dặn được anh em nha. Hôm nay. Này 7.2. Con này 9.6. Này dạng chưa cọc cọc. Cái đầu dạng chưa cọc cọc anh em ạ. Mã 150 300k luôn. Rồi 151 300 luôn. Rồi 152 ba con 300 luôn. Đầu này cứng nha. Ba con Nati 96. Con này đít tròn, con này đít vuông. Rồi mã 152 300k luôn. Rồi 153 400 luôn. Hai con VIP 12V. Chạy luôn. Bắt rồi. Rồi hai con này 100k anh em nha. Mã 153 400 hai con ribi 12V. Cái này nó cấp công. Rồi 154 ba con này 200 luôn. Hai mấy con này là con hai con đóng gạch men anh em nha. Đóng gạch men. Con này không có vỏ bình. Con này có vỏ bình trong đây. Đóng cái men một. Rồi ba con này 200k luôn, 154. Con này 48. Rồi 154 200 luôn. Rồi 155 350, con này thì bắt cái đầu à. Bóp được, ra vô bình thường, còn ok hết. Nhưng mà mất cái đầu nhựa. Có bị mất cái đầu nhựa. Con này chắc chắc. Rồi 155 350 hai con luôn. Có thằng lễ vậy. Rồi 156 300k hai con này, lo ống cái con gì đây. Đỏ đỏ. Nó đi vòng vòng. 7.2 hai con. Rồi 156 300k. Rồi như nhau luôn, 157 300 luôn anh nha. Này như nhau luôn. 4 con màu đỏ luôn. Rồi 157 300 luôn. 7.2.
Rồi 158 300 luôn. Xích 12 ok luôn. Con này group gì đây? Cò cứng anh em nha. Cái đảo chiều cứng này. Rồi 158 300k luôn. Rồi 159 300 luôn. Con này VUB. Ra vô được nè. Đầu gì xoay vòng vòng luôn, tự do luôn. Em không biết là nó. À, đúng rồi. Đúng bộ luôn rồi. Rồi hai con này 159 300 luôn. Để rồi, để bóc túi được. Để vừa được. Rồi 160 500k hai con. Này EZ 6501. Này EZ 65 không biết luôn anh em nha. Này EZ 611 sao bạn nè, anh thấy số 611. Hai con. Rồi 160 500k cặp này luôn. Rồi 161 250 4 con. Này gặp lên đây nha. 161 250k. Rồi 4 con. 4 con này mã 161 250 luôn. Rồi 4 con này 200. Rồi 162 200k luôn. Rồi 163 200 4 con luôn. Con này hơi dơ. Này lắc nóc cơ. Hai con màu vàng này, hai con gì. Rồi 163 200k 4 con luôn. Rồi 164 250 6 con này. Con này thì mất cái đầu gì đây. Mất cái đầu, còn cò anh em nha. Còn con này. Con này mất cái cò. Còn cái đầu. Còn 4 con này thì nguyên vẹn. Rồi 164 250 2 46 con này. Hai con này bị thiếu vô tùng anh em nha. Rồi 165 5 con 250 luôn. Con này 7 quanh 2. Con này Makita. Đầu vô bình thường, này đầu ra vô bình thường. Con này 7 quanh 2 ra vô bình thường luôn. Này Makita ra vô bình thường luôn em nha. Này ra vô được này. Rồi 165 250k 5 con. Bao ship không bao sóng đâu anh em ơi. Rồi 166 750 nguyên một lô 10 con anh em nha. Nó hết hàng lẻ rồi, bây giờ qua một lần 10 con luôn anh em ơi. Đây. Rồi 10 con đây em nha. Này, một con nè. Con này đậu tụt sao á? Đấy. Đầu quay cọc cọc lên nha. 17 quanh 2. Con này 7 quanh 2 luôn. Đây, 7 quanh 2 luôn em nha. Nói chung là lô này 7 quanh 2 hết, có con này 96 thôi. Có hai con 96. Ba con 96. Nó còn như 72 không? 4. Này đâu kêu vào cọc này. 5. Cái này nó mớp mớp tí xíu ở đây nè nha. 6. 7. 8. 9. Rồi
rồi, 10 con 750g 10 con anh em nha. Bao ship không bao sóng anh em ơi, video quay sau là về dậy luôn anh em ơi. 67. Rồi 167. 400k luôn. Rồi này súng AK không anh em ơi. Con này 72 nè. Con này 72. Con này 12V của Đài Loan. Con này của Makita, hàng cỏ. Một con nè. 2 3 4 5 6 7. Ôm nó con à. Con rồi. Xanh xanh nước biển này. Rồi, 10 con luôn em nha. Em bỏ thêm con nữa cho đủ. Lô 10 con 400k em nha, mã 167. 10 con 400, 40.000 con em ơi. Bao ship luôn. Rồi 168. 10 con 400k anh em nha, 10 con này. Mấy hàng cỏ này em không có lắc đầu bóp bóp cò này nha. Anh em nhìn hình. Rồi 168 400k luôn. Rồi 10 con này anh em nha. Con camera thử có chiếu hết 10 con nè. Rồi 169 400k 10 con này luôn em nha. 10 con 169 2 4 6 8 10. Rồi 10 con. Rồi 169 400. Rồi 170. Rồi con này 12 con. Rồi có con này gia đình hơi chét tí xíu anh em nha. Một con nè. Này lô mà lô Makita 9.6 lại 7.2. Một con. Hai con. Ba con. Đứng đầu anh em nha. Bốn con. Năm con này mới bắt đầu tí xíu. Sáu con. Bảy con. 8 con. 9 con. Rồi 10 con. 10 con 900 anh em nha. Này cứng đầu nè. Này 71. Rồi. 171. Đây con rồi. Có hai con này tiếp bỏ 11 con luôn em nha. Hai con này nó bị tét cái vỏ nè, con này nó bị tét ở trên nè.
hai con, một nè, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, rồi 171 400 anh em nha. Rồi 172 này 12V, lô đài lộn 12V. Một con cứng nha anh em nha, cứng đầu à. 1 2 con này ship 12 3 4 này đảo chiều không được. 7, 4, 2 5 6 7 8 9 này đảo chiều không được. Rồi 10 con này mất cái cò anh em nha. Rồi 172 triệu 3 luôn. Rồi 173 6 con, 6 con này 7,5 anh em ơi. 6 con 750k. Cũng hàng đại lô không ạ. 1 2 3 4 5. Con này mất cò nè nha. Con cuối cùng rồi, 173. Con này đảo chiều không được nè. 750 nha nha, 173, 6 con 750. Rồi 174 1.300k. Đại lô hết anh em ơi. Rồi con này cái vỏ pin hơi xấu nè, một con nè. Này Toshiba 2 con 3 con ship đảo chiều không được. 4 con 5 con 6 con 7 con 8 con 9 con. Rồi con thứ 10 174 1.3 luôn em nha. Rồi 175 10 con Nati 96 lại 7.2. Rồi mình nguyên một đống quà luôn. Có hai con bởi khuyến mãi vô con này cho nó màu trắng cho nó vui anh em nha. Con này bởi cái chân nè. Một con nè. Hai con. Con nằm bởi nó rồi ta. Có thấy hay ở đây không? Con này mất cái đầu á. Ba con nè. Bốn nè. Năm nè. Này 72. Sáu nè. 7 nè. 8 9 rồi 10, 11 con 175 900k lô này anh em nha. 175 có một con bắt đầu con 17 chân 175 900. Rồi 176 400 10 con luôn anh em nha. Rồi 10 con 2, 4, 6, 8, 10. Rồi đủ 10 con em ơi, anh em nhìn kỹ kỹ giùm em nha. Hàng cỏ rồi 4, 8, 7, 2 tập lum hết. Rồi 10 con 400k anh em nha. Bao ship không bao hết anh em ơi. 10 con này anh em giờ tháo đầu ra không cũng ok rồi. Đóng pin xài lặt quặt thôi. Nói chung là em bán lô nhiều như thế này cho anh em chủ yếu về xài không biết xài hết hay không, chủ yếu anh em họ chốt thôi. 177 77
Rồi 177. Mười con luôn em ơi. 177 10 con. Rồi nó là 10 con 2 4 6 8 10. AK có 47 có luôn. Con này hơi xét, hơi cũ. Rồi 177 400k lô này luôn. Bao ship anh em nha. Rồi 180. Này thì Ribi có, Hitachi có. Cũng 10 con luôn. Thì 1 2 3 4. 4 con Hitachi rồng rắn lên mây. 2 3 4 con anh em nha. Con này có được 1 con nè. 2 con. Có được nè. 3 con. 4 con. Này, 5 con. Này thảo chiều không được anh em nha. 6 con. Này 7 con. Này mấy cái cò. 8 con. Này. Này mất cái công tắc. Rồi con cuối cùng. Còn bộ 12V anh em nha. 180 triệu 6 luôn. 10 con. Rồi 181 triệu 7 luôn. Con này thì nít cái chân anh em nha. Con này Hitachi 12V. Nít cái chân ở đầu là không quay được. Nít cái chân ở đây. 1. Con này cũng vậy. Hai con này nó giống nhau nè. Hai con này giống nhau là bị nít cái chân như đây. Bỏ chân binh vô nó cũng thích lắm anh em ạ. Không có bị rứt ra. Hai con này bị thương binh anh em nha. Trong lô này có hai con này bị thương binh. Còn mấy con này là con 14. Bốn con này con 14. Này thì không có vỏ binh.
đây là 14, mất cặp thang luôn, mất một bên thang, bên này còn, bên này mất, đầu cứng luôn. Ba con này, như ba con này nó giống nhau này đó, ba con này cũng ba con 14 hay sao á, nó giống nhau luôn nha. Này đờ mờ này, mất cặp thang, công tắc bóp được, không có bị thương binh đâu anh em nha. Con này, con này thì ngoại hình nó đẹp hơn, đồ 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 kẹp 14 luôn. Con này mất cặp thang này, con này 14 luôn. Đó, rồi 1 2 3, con 14, con 14, hai con 12 bị thương binh anh em nha. Rồi tổng giá trị thiệt hại là 181, 1.700.000 anh em nha. Rồi tới sạc anh em ơi. Rồi sạc. 1 2 3 4 5 4 4 cục bốt. Tập 2. Rồi 200k luôn em nha. Con này không dây nè. Con này có dây nè. Con này có dây nè. Con này có dây mà bị bởi miếng ở đây nè nha, bị tép miếng. Rồi, 4 cục bốt này mã 182 200k luôn. Hitachi 18 này, này 14 này, này 12, này 24, này 12, rồi 183 200k luôn. Hitachi này nha, có cục có dây, cục không dây, có cục này không dây, rồi cục hai cục này không dây, có hai cục không dây, ba cục không dây, ba cục hai cục này có dây, 182, 183 nhá, 200k luôn, 183. Đây nó sạc gì vậy anh em ơi? 4 cục này. Nati. Này, mẹ đợi cái Nati nè. Cục này có dây nè, một cục. Có dây hết luôn anh em ơi. 2 3 4. Rồi, 4 cục màu trắng này 200k luôn. 184 200 luôn. Tin em nha. Một con có dây, hai con dây, ba con có. Rồi bốn cục, năm cục này có dây hết. 185 150 luôn. Rồi 186 150k luôn, hai cục. Ba cục, bốn cục. Cục này cục bana gì đây? Cục mã 186 150 luôn em ơi. Có hai cục không dây anh em nha. Em hút xô. Rồi lô ribi này, sạc ribi nặng lắm anh em ơi, nguyên cục đồng luôn. Hai cục. 3 4 5 rồi. Đấy, 87. Rồi 200k anh em nha, mấy cục ribi này anh em nó nặng lắm anh em ơi, tiếp nó cao không? À, có quyền cục trong á. Rồi 187 200 luôn. Rồi 188 250 luôn. Này sạc 14. Hai cục này sạc 14. Ba cục sạc 12 96. Này 96 sao? Này sạc 96. Rồi 188 250 luôn. Rồi 189 150 năm cục này luôn anh nha. Nati. Có cục này 24.
một tấn 950k luôn, một mã cho em. Còn mấy mã kia nữa rồi 190. Rồi. Hai cục sạc này 18 anh em nha. Một cục. Hai cục. Này 24. Này 24. Này 12. Rồi. Năm cục này mã 190. Năm cục 250 luôn. Rồi 194 150 năm cục luôn đúng không? Makita. Có cục này 14. Đúng không? Rồi mở 191 150 luôn. Rồi, đi. Rồi bữa giờ bán bên bởi giờ bán bên Nguyên anh em nha. Giờ là tới lượt bên Nguyên. Là một lô đó là 18 nha. Một cục 18 anh em nha. Một. Không bị bởi đâu anh em nha. Nó hơi xấu thôi, cũ thôi. 2 3 4 Rồi 5 cục 18 nha. 5 cục 18. 5 cục 14 là một lô 10 cục. 2 3 4. Có cục này nó bị gãy miếng mặt ngay đây anh em nha. Rồi lô này 900k, mã 192, 10 cục. 5 cục 14, 5 cục 18, 900. Này cũng 5 cục 18. Cuối cùng. 5 cục này nó không, mấy cục này nó không sao anh em nha. Dạ. Đây. Mã cuối cùng. Không bởi đâu anh em nha. Bữa giờ lựa bên bởi bán hết rồi. Có cục này nó hơi chạy chạy thôi. Rồi. Này 6 cục 18 luôn. 6 cục 18. 5 cục 14 giá 1 triệu anh em nha, mã 193. 1 triệu là lô cuối cùng. 6 cục 18, 4 cục 14. Và 6 cục 18, 4 cục 14. Rồi, kết thúc chương trình. Rồi sáng nay lên luôn như đây, anh em xem được lô nào thì anh em ủng hộ ha. Rồi em xin cảm ơn tất cả anh em ha. Rồi em xin kết thúc video đây. Hẹn gặp lại anh em trong buổi chiều ngày hôm nay nha.